Xin chào quý vị và các bạn. Với đội ngũ biên tập viên chuyên nghiệp, chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua về tình hình bão lũ, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây là những điểm tin chính. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin ngày hôm nay, mùng 4 tháng 7 năm 2023. Các bạn thân mến, đại họa đã xảy ra trên đất nước Trung Quốc là trận mưa khủng khiếp nhất lịch sử Trung Hoa vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm qua, mùng 3 tháng 7 năm 2023. Bỗng dưng bầu trời thành phố Bắc Kinh tối sầm như ngày tận thế, gió lốc cuồn cuộn kéo đến trông càng khủng khiếp, hình ảnh cơn lốc như những con quái vật đang vùng vẫy, như đang vơ vét nuốt chửng tất cả những gì trên đường mà nó đi. Đồng thời, trên trời có những tiếng nổ rất lớn, nghe xé tai thật hãi hùng. Có nhiều xe ô tô bị nó hút vào và cuốn phăng lên cao, quăng đập vào nhau bốc cháy trong cơn lốc nhìn như vòi lửa. Cảnh tượng được ví như ngày tận thế, ngày mà thiên nhiên hủy diệt trái đất với mưa dầu nắng lửa, động đất, hỏa hoạn khắp nơi. Khi cơn lốc đi qua, mọi người trốn chạy được thì thở phào nhẹ nhõm, bèn nhìn nhau tự chúc mừng cho mình gặp may mắn. Nào ngờ trên trời bỗng dưng rơi xuống những mảng màu đen sền sệt như chất dầu. Những chất này nó rất trơn. Hiện nay trên những con đường đã xảy ra rất nhiều tai nạn, đặc biệt trên đường cao tốc có hàng trăm chiếc xe tông vào nhau liên hoàn do chất dầu gây ra, làm tài xế có đạp thắng nhưng vô tác dụng vì nó rất trơn, làm lực ma sát của lốp không có tác dụng. Có rất nhiều người quay cảnh tượng xe bị đâm liên hoàn và chia sẻ trên mạng, đồng thời khuyến cáo các xe khác không nên di chuyển vào con đường này. Theo tin từ chính quyền cho biết, chất mà rơi vãi trên đường màu đen là một loại dầu thô chưa xử lý do ảnh hưởng của cơn lốc xoáy. Nó dùng lực ly tâm hút lên khi nó đã qua nhà máy lọc dầu gần đấy. Để đối phó kịp thời thì nhà chức trách cho các nhóm vệ sinh đi thu gom bằng cách dùng xe vệ sinh hút và chải mùn cưa. Phóng viên của tờ báo địa phương hỏi một người trong nhóm bị tai nạn cho biết, đây là chuyện chưa từng xảy ra trên quê hương của chúng tôi. Vậy ông có tin sự công bố của chính phủ là đúng sự thật? Ông nói thêm, nhưng chỉ đúng một phần. Là chất này do dầu thô thì ai mà chẳng biết, nhưng theo tôi, qua cơ hội này, chúng cãi láo để có tiền bỏ túi riêng về khối lượng thất thoát. Một người khác cho rằng đất nước chúng tôi gần đây đã có quá nhiều thiên tai kỳ lạ xảy ra, chứng tỏ có điểm chẳng lành cho đất nước Trung Hoa và người dân. Theo thống kê hàng năm, người đã thương vong do lốc xoáy kinh hoàng tại Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, đã có ít nhất 60 người thiệt mạng và 270 người khác bị thương sau trận lốc xoáy kinh hoàng lại tiếp tục xảy ra vào tối ngày hôm qua tại thành phố Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc với sức gió 23,9 m/s. Và trận lốc xoáy đã làm tốc mái nhà gây hư hại hơn 130.000 căn nhà, làm sập nhiều lán trại, các công trường xây dựng cùng với 27 người dân, quật đổ nhiều cây xanh. Ngoài ra, hai tháp cần trục lớn cùng một ngôi nhà 180 m² của công trường xây dựng cũng bị hư hại do lốc xoáy. Đa phần những người bị thương là do cây đổ, mái nhà bị lốc, biển hiệu quảng cáo bị dây đè vào người và họ đã được đưa tới cơ sở y tế địa phương. Kinh hoàng hơn nữa là cảnh các công nhân làm việc trên cao bị gió lớn quật mạnh, đập vào kính tử vong thương tâm. Cơ quan điều tra hiện nay đang truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân có liên quan do thời tiết xấu đã được dự báo trước. Tại sao tại các khu vực tại thị trấn miền Nam Trung Quốc liên tiếp xảy ra thời tiết với hàng loạt những trận lốc xoáy khổng lồ đột nhiên đập đến? Trong đó, cảnh tượng tại thành phố Quảng Tây như bị tấn công bằng bom sau khi lốc xoáy cấp 18 kèm theo mưa lớn và gió to lướt qua với sức gió lên đến 180 km/h đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho thành phố này. Cảnh quay như phim hành động được người dân chia sẻ trên mạng xã hội. Khi đài cơn lốc xoáy khổng lồ và phần vòi rồng quét qua cả vùng đất phía dưới, phần mái phía trên như bom nguyên tử, chúng lao tới như một con quái vật đen vô cùng đói, hút bay hàng trăm tòa nhà cấp 4. Còn các tòa nhà kiên cố đều đồng loạt bị vỡ kính, sập tường, nhiều ô tô bị hư hại, lật nhào như món đồ chơi, trong khi cây cối đổ ngổn ngang trên đường phố. Theo thống kê thiệt hại ban đầu của người từ thành phố Quý Dương, lốc xoáy kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 530 người lính và hàng triệu người dân, khiến cho 2.800 người bị thương. Theo những thông tin mà phóng viên chúng tôi gửi về cho biết, tại một bờ biển, tỉnh Quảng Tây phía Nam Trung Quốc, video ghi lại cảnh lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở bãi biển và cuốn phăng tất cả người trên đường đi của nó. Khi xem lại những hình ảnh về thảm họa của lốc xoáy này,
người xem không khỏi dùng mình, tất cả những gì cản trở trên đường đi của nó đều bị cuốn bay lơ lửng lên trời. Một du khách đến từ tỉnh Hà Nam cho biết, vào lúc 15h25 phút trưa cùng ngày, tự nhiên cơn mưa dông ập đến. Lúc đầu ai cũng nghĩ rằng đây là một cơn mưa bình thường nên có sự chậm chạp trong việc di rời. Vị du khách này cho biết thêm, trong khi nhiều người đang tắm biển, lên bờ thì một luồng lốc xoáy bất ngờ như một tia chớp cuốn bay mọi thứ, khiến nhiều người chỉ kịp ú ớ la hét cầu cứu. Theo đó, cơn lốc xoáy thổi bay và quăng quật nhiều người ra xa, có người trong đó đã bị quăng quật ra biển cách bờ hàng trăm mét và mất tích. Cả khu vực bãi biển trở nên hỗn loạn, bát nháo chưa từng thấy. Hiện các lực lượng cứu hộ đã triển khai cano và thợ lặn tìm kiếm những người mất tích. Theo thống kê chưa chính thức thì đã có khoảng 125 người bị thương do lốc xoáy thổi bay, khiến nhiều người va đập vào những tảng đá hay những vật sắc nhọn gần đó. Có người bị gãy xương rồi lốc xoáy hút lên thả từ độ cao khoảng 20 mét xuống dưới đất. Theo thông tin cho biết, có khoảng 11 người đã mất tích. Vụ việc lần này đã khiến nhiều khách du lịch một phen hoảng loạn. Theo Bộ ứng phó khẩn cấp của nhà nước nhận định, những trận lốc xoáy đều có điểm chung chính từ đám mây xoáy tròn trong vùng có đường kính từ 10 đến 16 km di chuyển và hủy diệt. Sức hủy diệt của nó là vô cùng kinh người. Lốc xoáy lần này tại Trung Quốc đã khiến cho nhiều người xem phải rùng mình và choáng ngợp trước sức mạnh của nó khủng khiếp như thế nào. Đoạn clip ngắn thu hút hàng trăm nghìn người xem và bình luận. Dù ở Trung Quốc lốc xoáy xuất hiện không phải là hiếm, nhưng nhiều người cho biết họ chưa từng chứng kiến trận lốc xoáy nào lớn như thế này, vô cùng đáng sợ. Tổng hợp thông tin và truyền thông Trung Quốc đại lục cho biết, ngày hôm qua được gọi là ngày thảm họa của cơn lốc xoáy và mưa dông. Khoảng 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, một phần khu vực thị trấn Thịnh Trạch, quận Ngô Sang, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô và quận Thái Điền, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc lần lượt xuất hiện lốc xoáy. Theo chính quyền thị trấn Thịnh Trạch phát ra thông báo, vào khoảng tối ngày 3 tháng 7 năm 2023, khoảng 7 giờ tối cùng ngày, một phần khu vực Thịnh Trạch đã chịu ảnh hưởng bởi lốc xoáy. Một phần cơ sở hạ tầng điện lực và nhiều nhà bị hư hại. Qua video chụp từ trên cao có thể thấy, sau khi lốc xoáy tàn phá cảnh tượng Giang Tô như bị tấn công, nóc nhà đã bị tốc mái. Theo dự báo của cơ quan khí tượng địa phương Quý Nhân, dự đoán ban đầu cấp độ lốc xoáy cấp 13, sức gió ở tâm lốc xoáy lớn nhất trên cấp 17. Có cư dân mạng hình dung như đó là một hiệu ứng đặc biệt trong phim. Lần đầu tiên xuất hiện lốc xoáy cấp độ như thế này thật đáng sợ. Chưa bao giờ cảm giác lốc xoáy lại gần chúng ta đến như thế. Đến 5 giờ sáng ngày hôm qua, thảm họa đã khiến cho 25 người Tô Châu tử vong và 129 người bị thương. Chưa dừng lại ở đó, những cơn lốc xoáy cấp 9 tấn công Vũ Hán, ít nhất 18 người thiệt mạng. Lốc xoáy lần này không chỉ tấn công Giang Tô, quận Thái Điền mà thành phố Vũ Hán cũng đột nhiên xuất hiện lốc xoáy vào lúc 8 giờ tối ngày hôm qua. Trong thời gian này còn có mưa đá, một số nhà trong thôn bị hư hại, lượng lớn cây cối bị gãy, một số nông trại bị đổ. Có nhiều cư dân cư trú lâu năm tại địa phương cho biết chưa từng nhìn thấy cơn lốc xoáy lớn như thế này. Cũng có người chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội Weibo. Tại những câu chữ có thể nhận ra sự sợ hãi, một người dân bị thương nhẹ cho biết khi lốc xoáy xảy ra, anh đang xem TV trong nhà, đột nhiên tín hiệu bị gián đoạn. Sau đó lốc xoáy đổ bộ ngôi nhà, toàn bộ ngôi nhà đều bị gió cuốn thổi văng đi, người phải bò từ trong nhà bò ra. Đến 3 giờ sáng có 320 người bị thương, 132 hộ dân có nhà bị đổ với tổng cộng 96 căn, 132 căn hộ với 400 căn nhà bị hư hại, 65.000 người phải hứng chịu thảm họa. Trong khoảng thời gian trên, thành phố Thượng Hải xuất hiện thời tiết đối lưu, đối mặt với nhiều sấm chớp, mưa và gió lớn. Đài khí tượng thành phố Thượng Hải tối ngày hôm qua liên tiếp phát đi 4 cảnh báo khẩn cấp: cảnh báo sấm chớp màu vàng, cảnh báo mưa lớn màu vàng, cảnh báo mưa đá màu cam. Ngoài ra, theo truyền thông đại lục đưa tin, vào chiều ngày hôm qua, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy đã xuất hiện thời tiết đối lưu mạnh. Nhiều nơi có gió lớn, mưa đá, lốc xoáy, nhà bị đổ, có người bị thương, giàn giáo tại một số công trình xây dựng bị gió cuốn làm đổ. Hai người mắc kẹt bên trong sau đó đã được cứu ra. Phần lớn lốc xoáy được hình thành từ đám mây, một đám mây xoáy tròn trong vùng có đường kính từ 10 đến 16 km, di chuyển hàng trăm dặm và vô số ống hút khổng lồ. Con số thống kê này cho thấy Trung Quốc là quốc gia chịu nhiều lốc xoáy nhất trong năm nay. Nhiều người cứ lo sợ những thảm họa thiên nhiên có thể còn khủng khiếp và gia tăng trong những ngày tháng cuối năm nay. Trong những ngày vừa qua, trung tâm quốc gia đang phải hứng chịu thảm họa do thiên nhiên gây ra. Đồng thời, những thiên tai này còn thêm nhiều dị tượng như sông Trường Giang chảy ngược. Thực tế, vào cuối tháng 6 vừa qua, đã thường xuyên xảy ra những hiện tượng chẳng hạn như mưa đá ở Bắc Kinh, tuyết rơi vào tháng 6 ở Hà Nam và sấm sét có răng ở đồng và bãi cát. Những dị tượng và thiên tai nhân họa thường xuất hiện xung quanh lễ mừng thọ của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hồi tháng 5. Một số cư dân mạng cho rằng đây là lời cảnh báo của trời, trong khi những người khác lại cho rằng
Có lẽ đây là dấu hiệu của những biến đổi lớn của Trung Quốc. Vào ngày 14 tháng 6 năm 2023, một số cư dân mạng đã công bố đoạn video cho thấy nếu sông Kim Sa dưới cầu Trung Bá ở Nghi Tân thường xuyên đang chảy ngược, đây là sông Kim Sa, bạn đã nhìn thấy nó chưa? Dưới cầu Trung Bá nó đang chảy ngược lên thượng nguồn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, thật đáng sợ. Sông Kim Sa là thượng nguồn của sông Trường Giang, là nơi khởi nguồn của sông Kim Sa, cũng là nơi khởi nguồn của sông Trường Giang từ núi Đường Cổ Lạp ở Thanh Hải. Do đó, dòng chảy ngược này ở sông Kim Sa là chảy ngược của sông Trường Giang. Về hiện tượng sông chảy ngược thì rất hiếm, nhưng không phải là chưa từng xảy ra trong lịch sử. Mọi người có thể biết rằng năm xưa đại phu nước Sở là Khuất Nguyên trầm mình xuống dòng sông Bạch La Tử vào ngày 5 tháng 5 âm lịch. Theo truyền thuyết dân gian, những ngư dân ven hai bên bờ sau 10 ngày mới tìm được thi thể của Khuất Nguyên trôi ngược lên thượng nguồn của sông, cách nơi ông trầm mình 30 dặm. Truyền thuyết này dường như cũng ngụ ý rằng nước của sông Bạch La chảy ngược. Tuy nhiên, điều thú vị là Cục Khí tượng thành phố Bạch La đã phân tích đặc điểm của những trận mưa lớn trên khu vực sông Bạch La trong vài năm qua. Kết quả cho thấy khu vực sông Bạch La có nhiều trận mưa lớn nhất xung quanh lễ hội truyền rồng mỗi năm. Vào thời điểm này, do các hệ thống nước xung quanh đổ về, nước ở thượng lưu hồ Động Đình sẽ tăng vọt và mức nước sẽ cao hơn so với hạ lưu sông Bạch La. Lúc này, một lượng lớn nước hồ và thậm chí nước sông Trường Giang sẽ chảy ngược vào sông Bạch La, nên sông Bạch La vốn đổ vào hồ Động Đình theo chiều từ đông sang tây sẽ có hiện tượng sông chảy ngược kỳ lạ. Nói cách khác, nguyên nhân chính dẫn đến dòng chảy ngược của sông Bạch La có thể là do những trận mưa lớn đã làm cho nước sông dâng cao. Nhìn vào lượng mưa ở Thanh Hải, đầu nguồn sông Kim Sa hướng ra tỉnh Thanh Hải đã trải qua những trận mưa lớn từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 có thể khiến cho nước sông dâng cao tại thành dòng chảy ngược như sông Bạch La. Ngoài ra, trong thư Hán thư cũng có ghi lại rằng vào cuối thời Tây Hán xuất hiện nước sông chảy ngược do động đất, lở đất. Nói cách khác, dòng chảy ngược này của sông Kim Sa cũng có thể do sự bất thường của các hoạt động ngầm làm thay đổi hướng của dòng sông. Tất nhiên, cũng có một số lý do mà nhà khoa học hiện tại của chúng ta chưa thể giải thích được. Tất nhiên, bất kể lý do gì, dòng chảy ngược của sông là một dị tượng hiếm gặp. Nhưng tại sao lại có dòng sông chảy ngược của sông Trường Giang trong đầu năm nay khi thiên tai thường xuyên xảy ra? Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi. Hết thời lượng chương trình của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một ngày mới năng động, hiệu quả. Còn bây giờ, chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.